Rồi test cho anh em con HR244 hàng hàng bãi nè. Rồi cho quay cái tem cái đi. Con được mũi 24 nha, 18V, Made in China nha. Này là chống rung nha anh em, chứ không phải là nó bị sức Mỹ gì đâu nha. Đó. Tại có một số anh em thường không biết, có hỏi em là sao nó như vậy, nhưng thực chất là để chống rung pin. Đó, rồi, thì ngoại hình nó thì nó hơi chạy chút cao su chỗ đây. Rồi. Điều tốc nè. Đó. Đảo chiều mà. Đó, chế độ con thường. Này là cái tiếng kêu đặc trưng của Makita HR nha anh em. Anh em không tin thì có thể vô search mấy cái con mới của hãng Makita Việt Nam, tiếng kêu vẫn y chang như vậy. Rồi, bây giờ chuyển qua chế độ vừa đục vừa xây nè. Cứng. Đó. Đục nè. Rồi, giờ test chế độ không bê tâm đi.